hoa hậu, người mẫu bị chỉ trích. Không thể tưởng tượng được anh. Mỗi cá nhân đều có những quan điểm riêng của mình. Ai cũng có thể bị chỉ trích. Đầu mì hối nè, bụng mì bự nè. Mình cũng bị tổn thương. Chỉ trích hình thể, có lẽ bạn cũng đã từng. Khái niệm body shame chúng tôi tạm dịch là chỉ trích hình thể. Đây có lẽ là một khái niệm không mấy quen thuộc với nhiều người, nhưng lại nóng lên trong những ngày vừa qua. Khi mà mạng xã hội phát triển với những trang cá nhân nở rộ, người ta dường như đang cho mình nhiều quyền hơn, nhưng đôi khi lại ít trách nhiệm hơn với lời nói của mình. Một điển hình là câu chuyện chỉ vừa mới xảy ra cách đây vài ngày, khi cô gái người dân tộc Ede, Hohen Nie, đăng quang Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Ngay lập tức thì làn da, mái tóc của cô đã bị đưa ra chỉ trích, thậm chí là một số người còn có những lời lẽ mang tính miệt thị. Tối ngày 6 tháng 1, cô gái Ede Hohen Nie lên ngôi cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Nhưng không biết có phải hơi bất ngờ hay nói chính xác là kết quả không được như mong đợi, mà khá nhiều người đã dành cho cô gái trẻ những lời lẽ không hay trên mạng xã hội. Đây là quan điểm của mỗi người, mỗi cá nhân đều có những quan điểm riêng của mình. Bản thân Hen thì rất là tự tin với mái tóc ngắn của mình, tự tin với làn da của mình và cái nhan sắc của mình. Đấy, những cái đóng góp của các bạn có thể là sẽ giúp ích cho Hen trong sắp tới. Sự việc đi xa hơn khi một nhà báo đăng tải trên trang Facebook cá nhân một bài viết chê bai khá nặng nề, trong đó sử dụng những từ ngữ miệt thị về màu da cũng như gốc gác của tân hoa hậu. Việc này làm dấy lên một làn sóng phản đối, trong đó có cả những người nổi tiếng như ca sĩ Phương Vi. Cái hành động đó thì Vi cho là một cái hành động rất là tệ. Đặc biệt là nếu mà nó đến từ một cái người đàn ông đã gây ra cái sự phản cảm rất là lớn cho tất cả mọi người, những ai đã đọc qua cái status đó. Ngay sau đó, hành vi này đã bị Bộ Văn hóa Thông tin yêu cầu xử phạt. Lời xin lỗi cũng đã được đưa ra, nhưng cả uy tín và trang cá nhân của phóng viên đều bị mất. Còn những từ ngữ nặng nề sẽ còn mãi trong đầu những người đã trót đọc được và cả Hoa hậu Hohen Nie. Hohen Nie thì khá là bình tĩnh trước sự việc, bởi có lẽ cô chỉ vừa đăng quang và bởi lúc xảy ra sự việc, cô đã khóa Facebook trước đó. Tuy nhiên, với những người liên tục bị chỉ trích về hình thể trong một thời gian dài thì chuyện không hề dễ dàng một chút nào. Với từ khóa tự tử vì bị chê, tìm kiếm trên Internet thì rất nhiều câu chuyện buồn đã xảy ra trên thế giới. Còn ở Việt Nam thì sao? Hãy cùng chúng tôi lắng nghe tâm sự của những nạn nhân của việc chỉ trích hình thể body shame. Đi đường, mọi người cứ nhìn, sao mọi người nói. Nhiều lúc mình không ngại cho mình, mà là mình ngại cho bạn bè mình. Không thể tưởng tượng được là mọi người tại sao có thể viết ra những câu, những từ mà chỉ trích bản thân em như thế. Bởi vì là do em bị sụt cân thôi, chứ không phải là em cố tình. Nên là khi mà mọi người nói như vậy á, thì em cảm giác là béo quá, xấu quá, gầy quá hay lùn quá là những từ mà những nghệ sĩ này thường xuyên phải đón nhận từ một bộ phận khán giả. Ngay cả những người bình thường như cô gái này, ám ảnh bởi những lời chê bai về chiếc mũi cà chua, đôi mắt bồ câu con bay con đậu hay là bạn trai không dám đi cùng đến nơi đông người là lý do cô tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi khi mọi người muốn nhắc tới là ủa con hai lưng đâu rồi, ủa sân bay đâu rồi, cái tivi màn hình phẳng đâu rồi, cái những cái câu đó lại làm cho cái người nghe cảm thấy rất là đau lòng. Cứ nhìn xuống cái kênh đó mà buồn ơi là buồn, có cảm giác nhiều khi hay là nhảy thẳng xuống cái đó luôn cho rồi đi. Theo các chuyên gia tâm lý, những lời bình luận khiếm nhã về ngoại hình sẽ khiến người đón nhận càng thêm tự ti. Đây là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến trầm cảm, và khi không thể thắng được sức ảnh hưởng của sự miệt thị, họ sẽ chọn cách tiêu cực nhất để giải quyết vấn đề. Cần phải đặt chân vào chiếc giày của người khác để mà chúng ta có một cái sự đồng điệu, đồng cảm và có trách nhiệm hơn với những gì mà chúng ta phát ngôn. Và lúc này thì tôi muốn hỏi quý vị một câu rằng là ai trong quý vị đã từng có những biểu hiện hay là lời nói chỉ trích hình thể của người khác? Nếu câu trả lời là không thì hãy trả lời giúp tôi câu hỏi tiếp theo. Lần gần nhất mà bạn nói câu sao dạo này anh béo thế hoặc là sao dạo này chị gầy thế là khi nào? Chúng tôi cũng đã làm một bài kiểm tra tương tự với nhiều người trên phố và hãy cùng xem câu trả lời. Body shaming. Mập quá, gọi là người ta ốm quá hay là người ta có một cái gương mặt không như mình mong muốn, thế là mình chỉ trích người ta. Và họ sẽ có những nhận xét. Có cái gì đó không có bình thường thì người ta sẽ hay để ý con mắt. Nói trực tiếp hoặc là phê phán trên mạng xã hội. Bản thân mình cũng cảm giác cái body shaming khi mà mình cảm thấy là mình khác biệt hơn so với người khác.
đầu mày hói nè, bụng mày bự nè. Khi nói mập quá có thể là khen, mà có thể là quan tâm, tỏ vẻ quan tâm sao dạo này ốm dữ vậy thì cũng có thể là quan tâm. Khi mà ăn mặc lên hoặc là cái này cái kia nó không có được đẹp bằng những cái bạn cùng lớp, cũng cảm giác là mình thua kém. Cái đó dù biết là nó ra giỡn nhưng mà mình cũng bị tổn thương. Chắc chắn sẽ có. Có lúc như vậy. Bạn bè thân thiết? Có khi chứ, có khi mình nói mà mình không kìm lại được. Vui chẳng hạn thì mình có thể mình nói nhưng mà mình cũng không biết là đối phương có thế hay không. Chứ trong cái suy nghĩ mình thì chắc chắn là có, ít nhiều có. Dạ. Nhưng mà từ khi thì mình nhận thấy là trên phương tiện truyền thông hay trên báo chí hoặc là khi mình đọc sách thì mình thấy điều đấy thì mình cố gắng hạn chế để mình không tránh cho người ta những cái tổn thương như thế. Có tín hiệu đáng mừng đó là tình trạng body shame đã bắt đầu được nhận thức tại Việt Nam. Một nhóm bạn trẻ là sinh viên của trường Đại học Tôn Đức Thắng thành phố Hồ Chí Minh đã tạo ra một dự án lan tỏa thông điệp kêu gọi mọi người dừng hành động miệt thị ngoại hình của người khác. No Body Shame là tên gọi của trang fanpage mà nhóm bạn trẻ này lập nên. Từ những kết nối qua mạng xã hội, qua những lần khảo sát thực tế, nhóm bạn trẻ đã có những con số thống kê giật mình. Trong số 200 người được khảo sát thì có đến 60% người thường xuyên bị miệt thị hình thể, dẫn đến mất tự tin và tuyệt vọng. Tuổi dậy thì mà mình cứ bị nghe những câu như là sao mày gầy quá, mày đen quá thì dần dần trong đầu mình sẽ nghĩ mình là người như vậy và mình sẽ không thể thể hiện rõ được bản thân mình được. Đáng nói, dự án khảo sát còn cho thấy nguyên nhân của hành động miệt thị cơ thể là do người chủ đích miệt thị cơ thể cảm thấy vui. Đôi khi thì mọi người vẫn cứ hay trêu chọc nhau giống như là giỡn thôi, nhưng mà thực sự cứ lặp đi lặp lại thì một lúc nào đó mình sẽ không còn cảm thấy là mình đẹp nữa và tự nhiên mình sẽ hay dễ tự ti xấu hổ trước mọi người khác. Thời gian tới, nhóm Nobody Shame sẽ tiếp tục theo đuổi dự án với nhiều hoạt động lan tỏa như tạo diễn đàn, tổ chức hội thảo bàn về vấn đề miệt thị cơ thể. Yêu thương nhiều hơn và ít phán xét lại, đây là thông điệp của nhóm. Kỳ vọng qua dự án, nhiều người sẽ sớm nhận ra hành động không hay của mình để không ai là nạn nhân của tình trạng miệt thị cơ thể. Và trường hợp có lẽ là đáng ngưỡng mộ và học hỏi nhất, đó chính là cô gái mang biệt danh người phụ nữ xấu xí nhất hành tinh Lizzie Velasquez. Vượt qua tất cả những lời chê bai miệt thị vì vẻ bề ngoài khó coi của mình, Lizzie đã mạnh mẽ vươn lên trở thành nhà văn và diễn giả nổi tiếng truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trên toàn thế giới. Lizzie viết trong cuốn sách của mình, khi bạn phải đối mặt với những giờ phút khó khăn nhất, hãy luôn nhớ rằng bạn không hề cô đơn và sẽ luôn có ánh sáng nơi cuối đường hầm. Thưa quý vị, ai trong số chúng ta cũng được cha mẹ cho một thân thể, dù mập ốm, cao thấp, dù có xinh đẹp hay là không, thì đằng sau mỗi cơ thể đều là một câu chuyện hoặc là một sự lựa chọn. Và vốn dĩ chẳng ai có thể hoàn hảo, vậy nên hãy lựa chọn cho bản thân mình và tôn trọng sự lựa chọn của người khác.